Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thì mình được nghe khá là nhiều từ các bạn mổ trước và cái feedback từ các khách hàng đã từng mổ ở đây khá là tốt, nên là mình đã quyết định phẫu thuật mắt của mình ở Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 này. Tại vì là mình thấy là đeo kính nó khá là vướng, và thứ nhất, thứ hai là mình đeo kính thì khi mình thấy cái thẩm mỹ nó không tốt, nên là mình quyết định mình mổ cận. Sau khi phẫu thuật xong thì mình cảm thấy là từ các bạn điều dưỡng, từ các bạn hướng dẫn đến các y bác sĩ thì khá là tận tình, cẩn thận và hướng dẫn chi tiết. Mình cảm thấy rất là hài lòng về dịch vụ ở đây. Nếu mà được chấm điểm thì mình chắc chắn là sẽ chấm điểm 5 sao rồi. Để được tư vấn và điều trị tốt nhất các tật khúc xạ về mắt, liên hệ hotline 094 727 6655 hoặc 091 502 1956 hoặc trực tiếp tới thăm khám tại địa chỉ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.